Xin chào thầy, có quý chị đã quay trở lại kênh YouTube của Minh Chiến. Ngày hôm nay thì là buổi sáng của ngày mùng 3 tháng 9 thì Minh Chiến đang có mặt ở trong nhà mẫu của dự án, đang đợi một đoàn anh chị khách hàng đến để đi xem lại cái nhà mẫu ở trong này nhé các bác nhé. Đây, cái loại nhà mẫu ở trong dự án đây. Hôm nay là ở tại San Hô 20. Đây là cái căn ở tại San Hô 20 85 các bác ạ. Đây là cái nhà mẫu mà có lẽ là các bác quý chị nếu như chúng ta đi thực tế thì sẽ có rất nhiều cảm xúc. Nhà mẫu Xẻ Khe các bác ạ. Đây, trong này Minh Chiến đang đứng ở đây để đợi anh chị khách hàng đến. Mình cứ đi thang máy đi từ từng năm xuống. Đang bật điều hòa. Đây là 3 tầng. Hôm nay không gian nhà mẫu mà đông ghê các bác ạ. Mày đông lắm. Đây là trong không gian nhà mẫu. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đúng rồi ạ. Nhưng mà thực ra thì ở đây xe máy xe đạp mình cứ vứt ở ngoài trước cửa rồi cũng được. Chứ làm thì có ai lấy đâu. Ở trong này an ninh người ta bảo vệ tốt lắm. Đúng rồi, là máy kính mưa gió các thứ hay là nắng các thứ đỡ. Đồng. May là sau ngày chuyện còn đông. Thang. Đây là đang tầng 2 à? Tầng 2 nhá. Không xe bạn đâu em để sao thì thấy chúng nó cứ quảng cáo rất rẻ. Không bảo chúng nó bán cho chúng nó có xe, chúng nó có hàng bán đâu. Đấy là đúng là như diễn viên hài nói là. Mình chỉ đang dẫn xe anh chị ra căn Hải Âu 8 145 căn Xẻ Khe cuối cùng ở tại dãy Hải Âu 8 và dãy Hải Âu 9 đây các bác ạ, hướng Tây Bắc. Đó, trước nhà có cái cây sấu và có cái cột đèn này đây này các bác ạ. Đây phần khe nha các bác nhá. Năm hai là trên trung bình. Trên trung bình. Năm 2 48 phải lâu như nhau. Tiền, nó vâng, phù hợp với tiền. Đây là sóng mấy? 6. Đấy, Minh Chiến vừa hỗ trợ anh chị đi xem nhà thì bây giờ anh chị đang bảo vào trong nhà hàng Thúy Béo ở đây để ăn cơm chung cho vui. Đấy. À, bây giờ đã cũng là 12 giờ trưa rồi các bác ạ. Đây là dãy San Hô 19 đây. À, bây giờ Minh Chiến sẽ đi vào trong và giao lưu với cả mọi người. Cô chú đi xem nhà rất là nhiệt tình nha các bác ạ. Đây ở San Hô 9 đây. Chỗ này sau này trên này là chung cư này các bác này. Yeah.